Giá tôm ngày mới ngày 12 tháng 8 năm 2022 thủy sản Yến Duy xin chào toàn thể quý vị và các bạn, xin chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều may mắn. Giá tôm thẻ thương phẩm ngày hôm nay có một số thay đổi như sau. Cụ thể size tôm 20 con 1 kg, giá 225.000 cộng trừ 1 con 10.000 đồng. 25 con 1 kg 176.000 cộng trừ 5.000. 30 con về lớn 148.000 cộng trừ 5.000, 40 con 132.000 cộng 1.000 trừ 2.000. 50 con 1 kg 120.000 cộng trừ 1.000, 60 con 115.000 cộng trừ 500, 70 con 111.000 cộng trừ 500, 100 con 1 kg hôm nay 101.000 đồng trên 1 kg. Giá tôm vừa rồi là giá tôm thẻ thương phẩm tại ao trên ao bạc tại khu vực miền Nam Việt Nam. Giá tôm sẽ còn tùy thuộc vào nhiều thứ, ví dụ như từng bầy tôm, vị trí ao, số lượng tôm mà có giá khác nhau. Và đây là giá sàn chung để chúng ta tham khảo và an tâm sản xuất tôm. Tiếp theo phần bản tin thủy sản Yến Duy sẽ gửi đến quý vị thông tin về giá giống cũng như thông tin khuyến mãi, để chúng ta cùng nắm bắt thông tin và thả bầy tôm tiếp theo. Hiện tại, công ty giống CP giá 154 đồng đang khuyến mãi 50% tại Bạc Liêu. Công ty giống Việt Úc giá 135 đồng đang hỗ trợ khuyến mãi 30%. Công ty giống Hoàng Lộc tiêu chuẩn 116 đồng. Hoàng Lộc công nghệ cao giá 126 đồng và đang khuyến mãi 100%. Tôm càng xanh toàn được giá 180 đồng. Thông tin về giá giống cũng như khuyến mãi đã khép lại phần phân tích thị trường thủy sản tại Thủy sản Yến Duy vào ngày 12 tháng 8 năm 2022. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Thủy sản Yến Duy, là đơn vị chuyên cung ứng giống, thuốc men thủy sản, đồ nghề, thức ăn thủy sản lắp đặt trọn gói ao bạc công nghệ cao uy tín làm nên thương hiệu. Quý vị thấy clip ý nghĩa không quên đăng ký kênh hoặc like trang và chia sẻ cho bạn bè người thân cùng theo dõi video nhé. Xin chúc bà con vụ mùa thành công và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị.